Phương bất ngờ chia sẻ về việc nhận thuốc, phải điều trị bằng thuốc mới khiến ai cũng sửng sốt. Mai Phương là một diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim Hưng Phù Sa, Sớm Cào Cào, Trai Nhảy. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát, nhảy múa, MC. Cô từng tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, Bệ Phóng Tài Năng, Chuyện Phái Đẹp. Năm 2010, cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có thể nói thời điểm này, Mai Phương cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang phát triển, thì nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ rằng cô đang mang thai. Đứa bé là con của nam ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy và sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Ngoài ra, thời điểm này, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu rạn nứt. Là khách mời trong chương trình mới đây, nữ diễn viên MC Mai Thu Huyền đã dành lời khen, sự khâm phục cũng như ngưỡng mộ dành cho người em đồng nghiệp trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Nữ diễn viên đã hỏi Mai Phương về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phùng Ngọc Huy. Cô cho biết, Phương xác nhận anh Huy là ba và em là mẹ của La Vi. Với Phương, Phương cảm thấy may mắn vì đến thời điểm này, không riêng anh Huy mà tất cả những người bạn đã đồng hành cùng với em một thời gian đều rất tốt. Nhìn nhau có sự yêu thương tuy không phải tình yêu. Nhưng có việc, có chuyện họ đều chia sẻ chân thành. Sau những đau đớn, tổn thương thì Phương trở lại bình thường. Phương đã mở, cảm thấy có lỗi. Và nếu như anh Huy đặt mối quan hệ bình thường thì Phương vẫn vui vẻ vì muốn giữ cho mình sự tôn trọng. Sau gần một năm điều trị căn bệnh ung thư phổi, sức khỏe diễn viên Mai Phương đang tiến triển tốt. Tế bào ung thư dần teo lại, những bộ phận bị ăn mòn cũng đang được tái tạo. Hiện tại, nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng dần trở lại với công việc. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình điều trị, dù bị nhiều cơn đau hành hạ. Chia sẻ về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh, cũng như nghị lực của người con gái nhỏ nhắn này, Mai Phương lạc quan cho biết. Thời điểm biết bệnh, mỗi lần đi xét nghiệm ra mọi kết quả khác nhau. Nhưng sau đó Phương ho ngày một nhiều hơn, đi khám và chụp thì phát hiện lá phổi trái bị mất. Phòng khám bảo phải qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để được khám kỹ hơn. Phương ban đầu còn nghĩ rằng không biết mình bị lao hay ung thư. Lúc đó Phương còn nghĩ nếu như mà mình bị bệnh lao, đi làm thì phải né tránh mọi người, trong khi công việc đã nhận rồi thì sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như ung thư thì mình vẫn có thể đi làm được. Lúc cầm trên tay kết quả ung thư, Phương gọi điện cho bạn thân của Phương là ca sĩ Trương Bảo Như, báo cho bạn biết kết quả bệnh. Lúc đó cô bạn thân khóc sùm, khóc quá trời trong khi Phương vẫn rất bình tĩnh. Phương quan niệm rằng, bệnh đã đến thì chấp nhận sống chung, chưa hiểu rõ về căn bệnh lắm. Nhưng nếu như bản thân mình sống lành mạnh, thì phải có chế độ phù hợp để duy trì tốt trước đã. Là một nghệ sĩ siêng năng cần mẫn, Mai Phương vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của mình dù ở bất cứ cương vị nào. Cho dù đang chống chọi với căn bệnh, Mai Phương vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình bằng cái tâm. Chia sẻ về khoảng thời gian phát hiện căn bệnh, cũng là lúc Mai Phương còn nhiều show diễn đang chờ đợi. Thời gian đó em chưa muốn nhập viện, vì thời điểm đó em vẫn còn nhiều show diễn đã nhận lời trước đó, nên Phương dự định hoàn thành xong các show diễn đó rồi mới nhập viện. Ban ngày Phương vẫn đi làm bình thường, nhưng tối đến, cắt khớp, xương đau đến nỗi thuốc giảm đau vẫn không có hiệu quả. Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ ở bệnh viện 175 nhắn cho Phương một tin nhắn rất dài, với nội dung yêu cầu nhập viện ngay, nếu không sau 2 tuần, xương sẽ bị gãy hết, và sau 2 tháng mạng sống khó bảo toàn. Vì thế em mới nhập viện. Ngày đầu nhập viện, bác sĩ còn bảo em rằng, em thấy chị rất lạc quan, những người khác thì em không dám nói thẳng như thế đâu, nhưng với chị thì em nói. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, mọi người thân không ai có thể đụng vào người Phương vì đụng nhẹ vào là người đau. Đau đến nỗi Phương không thể ngồi mà phải bò lê lết khắp nơi trong phòng để cho quên đi sự đau đớn. Lúc đó ba mẹ chỉ biết nhìn rồi khóc vì thương xót. Khoảng 3 tuần cấp cứu điều trị và uống thuốc, có rất nhiều người hỏi Phương biết nguyên nhân vì sao không. Nhưng Phương chỉ cho rằng mình không hút thuốc nhậu nhẹt thì chắc là do lao lực. Thay vì phải đi tìm nguyên nhân thì mình hãy tìm biện pháp sống chung với nó, sống với hiện tại và hạnh phúc với cuộc sống đó. Khi được hỏi về sức khỏe hiện tại cũng như quá trình điều trị, nữ diễn viên cho hay, sau khi sử dụng thuốc một thời gian thì các bệnh nhân ung thư đều có cơ chế bị nhờn thuốc,
Chính vì thế thời gian qua, Phương đã có dấu hiệu, đã bị nhờn thuốc dẫn đến sức khỏe bị mệt. Nhưng hiện tại Phương đang sử dụng thuốc mới rồi. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng có một mong muốn nhỏ nhoi trong tương lai là được đồng hành cùng con dài hơn và mong được bình an. Sau khi nghe được câu chuyện nghị lực đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên Mai Phương, MC Mai Thu Huyền đã dành cho cô sự khâm phục, những lời có cánh như người truyền cảm hứng, cô gái nhỏ nhắn giàu nghị lực. Thì Mai Phương cho rằng Phương không dám nhận mình là người truyền cảm hứng. Có những ngày đang phải điều trị, có những ngày BC lết đau đớn. Nhưng Phương không muốn cập nhật thông tin, mà chỉ mong muốn rằng những chia sẻ của Phương là những chia sẻ tích cực, chứ không muốn mọi người phải cảm thấy mình mệt mỏi, đau đớn.